Vị thứ ba, ông Phú Nâu La từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Như Lai, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Như Lai rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, còn có thắc mắc như sau. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Tu sao được thành là Bồ Tát? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Long Na, người muốn thành Bồ Tát phải tu như sau. Tu tập cho tánh nghe được thông suốt, gọi là nhĩ căn viên thông. Tu tập cho tánh thấy được xa, gọi là nhãn căn viên thông. Khi vị nào tu tập được thành công hai căn nói trên rồi, thì tự nhiên có được thần thông. Người tu thành tựu được hai phần như nói trên, thì người này phải có lời phát nguyện: tôi tầm thinh khắp Ta Bà này, để cứu giúp cho những ai bị quan trái mà có lời cầu xin đến tôi. Ông Phú Nâu La lại trình: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây con có nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ về Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy kính xin Đức Thế Tôn lặp lại cho chúng con nghe trước để chúng con biết, sau huynh A Nan Đà ghi lại truyền cho hậu thế. Kính xin Đức Thế Tôn chấp thuận lời của con. Đức Phật liền nhìn sang ông A Nan Đà và nói: Này ông A Nan Đà, ông hãy nghe rõ và ghi chép lại cho đầy đủ, truyền theo tập quyền ký này. Đức Phật đọc: Ngài là Bồ Tát Quán Âm, tu được nhĩ căn cao thâm diệu huyền, tầm thinh cứu khổ các miền, nhân loại gọi là Thiền Quán Thế Âm. Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm, tầm thinh cứu khổ người dân sinh Ngài. Lời Ngài ai có nặng tai, tức khắc hiện đến giúp ngay người cầu. Ngài thị hiện khắp năm châu, giúp người nguyện cầu khi bị nạn tai. Ngài thị hiện khắp trần ai, để giúp nhân loại vượt qua tai nạn. Bồ Tát thị hiện trần gian, cứu khổ tai nạn cho ai cầu xin. Bồ Tát Ngài rất hiển linh, thị hiện khắp chốn để nhìn thế gian, nhìn xem ai bị khổ nạn mà bị quan trái giải quan cứu người. Bồ Tát xinh đẹp vui tươi, thị hiện khắp chốn giúp người an vui. Trần gian vì bởi cái tôi, sanh ra ganh ghét hại người hiền lương. Bồ Tát nguyện nhỏ tình thương, giúp người hiền hậu vào đường thảnh thơi. Bồ Tát không cần nghỉ ngơi, mà giúp thiên hạ bớt thời trái quan. Bồ Tát thị hiện trần gian, người lương thiện được ăn nhiều bề, dạy người tu nhĩ nơi đây lưu truyền. Người nào có đại phước duyên, tỉnh Ngài về ngự để yên trong nhà. Bồ Tát phổ lời Thích Ca, là thiền một chữ vượt qua luân hồi. Bồ Tát cũng dạy chữ thôi, thôi đi tất cả luân hồi rời ngay. Bồ Tát ngăn chặn nạn tai, giúp người thanh tịnh vào ngay Niết Bàn. Bồ Tát cũng dạy rõ ràng, niệm mà vô niệm đầu đàn là đây. Lời nguyện Bồ Tát là dày, cứu người hết khổ thoát dây luân hồi. Lời nguyện Bồ Tát dạy thôi, không dạy mê tín không cầu Ngài Linh. Loài người thấy biết làm thinh, nhận ra tánh Phật của mình là xong. Ông Phú Nâu La nghe Đức Phật nói bài kệ lời nguyện Đức Quán Thế Âm, ông có hỏi thêm Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho con hỏi thêm hai câu nữa. Thứ nhất, như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm muốn về Phật giới phải làm sao? Thứ hai, một vị tu thiền tịch tỉnh được làm A-la-hán, vậy vị này muốn vào Phật giới phải tu như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Lâu Na, một vị Bồ Tát trước đây chỉ tu đạt có hai căn, phần căn nhãn và căn nhĩ viên thông. Tự
tự nhiên có thần thông để tìm cứu giúp những người bị quan trái. Nếu vị Bồ Tát muốn vào Phật giới thì phải tu hết 10 phần giác, sau đó kiểm lại 10 phần giác của mình có đạt 100% không. Nếu đạt đầy đủ, Bồ Tát này được gọi là đạt được đẳng giác, tức vào hàng cao đẳng giác. Sau cùng Bồ Tát này phải giác luôn diệu giác. Nếu đủ 12 phần nói trên thì vị Bồ Tát này trở về Phật giới rất dễ dàng. Ông Phú Nâu La xen vào câu trả lời của Đức Phật, ông hỏi rõ như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, đẳng giác con đã hiểu, còn diệu giác là gì? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Chữ diệu giác là biết màu nhiệm. Biết cái gì là màu nhiệm? Là biết tạo ra công đức. Nhờ công đức mà Bồ Tát mới trở về Phật giới được. Cái dụng của công đức như sau: một là phát ra ánh sáng, phá tan cái màn cửa hải triều dương để tánh Phật của Bồ Tát vượt qua. Hai là khi công đức vào Phật giới, được ánh sáng điện tự quang trong Phật giới chiếu vào, khối công đức này trở thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Ba là từ ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này định hình ra một kim thân Phật. Nhờ có đủ ba yếu tố nói trên, Phật tánh ẩn vào kim thân Phật này, một vị Phật được gọi là sanh ra. Còn một vị A-la-hán muốn vào Phật giới thì vị này phải từ bỏ dụng công tu hành, sống trong tịch tỉnh, trở lại tu pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền, biết tạo ra công đức thì vị A-la-hán mới trở về Phật giới được, chứ không có con đường nào khác. Ông Phú Lâu Na nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 8, ông tỳ kheo lễ thành An từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc. Như Lai có dạy, trong tam giới có các sự sống như sau: một, loài trời thì ở các cõi trời; hai, loài tiên thì ở nước tịnh độ; ba, loài thần, người, ngạo quỷ, súc sanh và địa ngục thì ở trái đất này; bốn, nhưng chúng con không nghe Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát và A-la-hán, khi hết duyên sống nơi thế giới này, sanh vào cõi nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này tỳ kheo lễ thành An, Như Lai dạy ông, người tu hạnh Bồ Tát là tu bốn phần. Một là phải tu phước cho được vô lượng. Hai là phải tu thành tựu hai căn tai và mắt được viên thông, tức được hai phần giác. Ba là phải có hạnh nguyện lớn là tầm thinh khắp ta bà để cứu khổ cứu nạn cho người nào bị quan khổ, cho người nào bị quan trái. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, Bồ Tát vào nước tịnh độ ẩn vào hoa sen, một ngày và một đêm được sinh ra là một vị Bồ Tát. Vì sao Bồ Tát được như vậy? Vì Bồ Tát là người có đầy đủ bốn thứ: một, phước đức vô lượng; hai, có được thiên nhãn; ba, có được nhĩ căn viên thông; bốn, có lời nguyện tầm thinh khắp ta bà cứu nạn, cứu khổ cho bất cứ ai cầu xin đến ngài. Do đó, Bồ Tát hết duyên sống làm người, được vào nước tịnh độ ẩn vào hoa sen lớn nhất, một ngày một đêm được sinh ra, không qua công thức vật lý âm dương của tiên nam và tiên nữ. Khi Bồ Tát được hoa sen sinh ra, liền thực hiện ngay công việc của mình và có danh hiệu là Bồ Tát Quán Thế Âm, tức nghe tiếng kêu cứu của loài người nơi mà Bồ Tát trước kia sinh sống. Còn A-la-hán
Như Lai dạy ông về người tu hành đạt quả vị A-la-hán. Sau khi chết sẽ vào sống chung với cõi thần ở nơi trái đất này là có nguyên do như sau. Người tu hành muốn chứng đắc bốn quả vị tinh văn thì tu như sau. Ngày nào cũng dụng công tu ép cho tâm vật lý được thanh tịnh và an trú trong đó, gọi là vào được niết bàn tịch tỉnh, để hưởng cái thanh tịnh do mình dụng công tu hành mà đạt được. Người ở trong thanh tịnh, những ham muốn và hành động của người này được diệu dụng, gọi là có thần thông. Danh hiệu người này gọi là A-la-hán, tức người sống trong niết bàn tịch tỉnh. Khi còn làm người, người này không làm phước, nên sau khi chết không giảng sanh đến các cõi trời sống được. Vì có thần thông nên không vào thai loài người để quên được. Vì vậy, ở trái đất này, nơi thích hợp nhất cho người có thần thông như A-la-hán là chỉ có cõi thần. Cho nên, người tu hành đạt quả vị A-la-hán, khi hết duyên sống làm người, duy nhất phải vào cõi thần. Nhưng tiêu chuẩn người vào sống cõi thần phải có hai phần. Một là phải có phước đức vô lượng. Hai là phải có thần thông thật cao. Nhưng A-la-hán chỉ có thần thông ở cấp thấp, phước đức thì không có. Vì vậy phải xin cư trú cõi thần. A-la-hán muốn vào cõi thần sinh sống thì phải cam kết hai phần: có gì sử dụng nấy, không so bì với thần chánh thức. Nói tóm lại, A-la-hán vào sống nơi cõi thần được xếp vào phó thần dân, cũng gọi là thần dân hạng hai. Còn nói theo thế giới này gọi là phó thường dân vậy. Vì không có đất dung thân nên các vị A-la-hán thần chủ nói gì cũng đồng ý, nên mới được nhập thai thần nữ tá túc để được sanh ra làm phó thần dân. Ban đầu cái gì cũng hứa, nhưng khi được sanh ra làm thần dân phó rồi, thấy thần dân chánh có đủ quyền lợi, còn mình thì không có quyền lợi gì, nên sinh ra cự lộn với những thần dân chánh thức. Vì lý do như vậy nên thần và A-la-hán thường giao chiến với nhau. Ông tỳ kheo Lễ Thành An nghe Đức Phật dạy xong, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.